Và các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Nova Dash, đứa con của gió, cùng một loạt đồ chơi cũng đến từ Biker miền Tây. Nói về cái chiếc Nova Dash, người ta nói về một chiếc xe với những tay chơi nhà giàu thời bấy giờ. Để sở hữu được em nó với làn khói trắng cùng với kiểu dáng là cực kỳ mạnh mẽ, không kém phần gọn gàng, những tay chơi đã chia ra một số tiền là không hề nhỏ. Nhất tính thời điểm hiện tại thì giá của em nó có thể bằng với một chiếc phần cỡ lớn. Chủ nhân đã trang bị cụm ghi đông, được trang bị rất nhiều món đồ chơi khủng và cỡ đến như cụm công tắc trái thường được gắn trên những chiếc xe đua mô tô Zubi với đủ những chức năng kèn, xi nhan, bát, xin, có phàn vân. Ru tròn Rizoma cũng được cùng với dàn ốc Proti đẹp mắt. Cái cụm tăng Duno đi cùng với cụm phanh thắng của Disc kết hợp với phát giữ bình dầu Titan cho cái độ thẩm mỹ là trên cả tuyệt vời. Bình dầu đỏ Bonamici nhỏ gọn làm cái điểm nhấn. Heo của Rainbow Blitz Siman kết hợp cùng với đĩa Rocket Test được làm lòng CNC cực kỳ thẩm mỹ. Cái điều tuyệt vời nằm ở dàn chân được lấy cảm hứng cùng với người anh em là Sonic 1/5 kết hợp cùng dàn thắng tuyệt vời của hãng Rainbow giúp cho chiếc xe tăng thêm tính thẩm mỹ cũng như giá trị. Góc này cho chúng ta thấy được cái sự nhẹ nhàng của phanh thắng sau. Phục đi trên Machin Usta cho cảm giác nhún nhảy không chê vào được. Cây phục này rất hiếm ở Việt Nam và tất nhiên giá trị của nó là không hề rẻ. Tất cả những chi tiết trên xe hầu như được giữ nguyên thủy. Hệ thống ống xả đặc trưng của dòng hai thì được sản xuất cho cái chiếc Nova này cũng thế, tuy đã cũ nhưng lại zin. Làm sao có thể bỏ qua những chi tiết tuyệt vời, đó chính là cái trợ lực Ohlins với núm bông được trang bị nhằm tăng thêm cái tính an toàn cho chủ xe mỗi khi bước tốc. Cái chiếc xế đang sánh vai cùng với người đàn anh Honda NSA 150. MX độ chiến mã đường phố nhỏ bé nhưng đầy quy lực. Honda MX 150 là dòng mini bike rất phổ biến ở Việt Nam với lợi thế ngoại hình là nhỏ gọn, mô phỏng theo hình ảnh một chiếc Ducati bike hầm hố. Cái dòng này được mệnh danh là chiếc xe sinh ra để giành độ. Tại Việt Nam, cái chiếc MX 150 cũng là mẫu xe khởi đầu có xu hướng chơi mini bike, mặc dù mini bike đã xuất hiện từ rất lâu. Dàn đầu xe độ được trang bị tay thắng CAC AC2 với cái dàn kỳ đông CNC được hạ thấp làm cho xe thêm phần hổ báo. Cái dàn đầu trước sử dụng cái chó đèn 3 tầng được cố định bằng cái phát CNC, xi nhan multi nhỏ gọn. Nguyên bản của xe được trang bị cái phục upside down với hành trình ngược. Tuy nhiên chủ xe đã hạ lại cái phục thường cho chiếc xe nhỏ bé với bộ xe 6. Cái bộ kế gấp CNC nguyên khối giúp đưa bánh xe ra sau, dài ra, hạ cái trọng tâm của xe xuống và dài ra một cách cũng đáng kể. Trang bị phục kiểu kết hợp với bình dầu rời, cái phát CNC hạ phục, đĩa tải CNC, một sản phẩm chất liệu nhôm vô cùng tinh xảo và cứng cáp. Cảm ơn bạn đã giảm này tiếp, nhớ like subscribe.